Khi mà đồng tiền đã làm cho bóng đá thay đổi một cách chóng mặt, những ông chủ không ngại chi tiền để đưa về những ngôi sao với mức giá khổng lồ, thì sự hiện diện của những cầu thủ với giá trị chuyển nhượng trăm củ đã không còn là điều hiếm thấy nữa. Nhưng số tiền chuyển nhượng không phải là thước đo cho màn trình diễn của một cầu thủ. Đã có không ít những ngôi sao bị chính mức giá đó tạo nên một áp lực vô hình, khiến cho họ chưa hoặc không thể thi đấu với phong độ tốt nhất. Nhưng đương nhiên là không phải tất cả, vẫn có những cái tên cho thấy rằng họ hoàn toàn xứng đáng với những gì mà các đội bóng chủ quản đã bỏ ra. Và cho đến hiện tại, hai ngôi sao trẻ người Anh là Declan Rice và Jude Bellingham là những ví dụ tiêu biểu nhất cho điều đó. Khi phần đông người hâm mộ đã nghĩ về một kết quả hòa trận đấu Super Sunday giữa Arsenal và Manchester United trên sân Emirates, khi mà một số cổ động viên của đội chủ nhà đã bắt đầu bỏ về, thì chắc ít người nghĩ rằng kết quả lại thay đổi nhanh đến như vậy. Đó là từ một tình huống phạt góc ở những phút bù giờ trong hiệp 2, ngay khi đồng đội thực hiện cú tạt bóng vào trong, cầu thủ người Anh đã nhanh chóng di chuyển chiếm lấy khoảng trống bên trong vòng cấm. Có lẽ cao thủ của đội khách phần vì chủ quan và cũng phần vì bất ngờ với tình huống di chuyển này mà không kịp theo kèm số 41 bên phía pháo thủ. Và cú dứt điểm của anh cũng khiến cho các cổ động viên bất ngờ chẳng kém. Một cú sút mang sự quyết đoán và chính xác. Bóng bay vào lưới, anh biến một buổi chiều dài căng thẳng trên sân Emirates trở nên thật ngọt ngào với những người hâm mộ của pháo thủ. Và những người ủng hộ cho đại diện đến từ Bắc London lại càng yêu thêm chàng tân binh đắt giá Declan Rice. Trước đó, Arsenal đã phải trải qua nhiều khó khăn và vất vả, cả sự chờ đợi trong một thời gian dài để đưa được Declan Rice về từ West Ham. Tuy nhiên, mức giá 100 triệu bảng trả thẳng kèm 5 triệu bảng phụ phí khiến cho nhiều người hoài nghi về thương vụ này. Cũng phải thôi, bởi thực tế đã chứng minh rằng sự thành công của các ngôi sao chẳng phải nhìn vào số tiền chuyển nhượng là có thể đoán biết được. Nhưng với trường hợp của Declan Rice thì lại khác. Anh đang cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng với mức giá kể trên. Sự hiện diện của cầu thủ 24 tuổi và những phẩm chất siêu việt của anh là chính xác những gì hàng tiền vệ Arsenal cần, và tuyển thủ người Anh dường như đang giúp cho pháo thủ đi vào một quỹ đạo thăng hoa. Từng có kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng tại Premier League là lợi thế nhất định đối với Rice. Anh lớn lên tại Anh, ăn tập tại đây và trở thành trụ cột trong màu áo của West Ham, thậm chí là còn từng đeo lên tấm băng thủ quân của câu lạc bộ. Vì vậy rõ ràng Rice không cần tốn quá nhiều thời gian để hòa nhập và luôn thi đấu với tinh thần của một thủ lĩnh tại tuyến giữa. Mikel Arteta đánh giá cao tinh thần thi đấu và kinh nghiệm của cậu trò sau chiến thắng trước Manchester United. Thực sự hôm qua nhịp tim của bạn là 80 và hôm nay là 190. Vì vậy việc duy trì được tâm lý vững vàng là điều hết sức đặc biệt. Bạn sẽ cần phải có được phẩm chất đó và sự điềm tĩnh đó. Và Rice đã thể hiện được điều đó trong ngày hôm nay. Đó thực sự là một cầu thủ tuyệt vời. Còn trên Sky Sports, chính Gary Neville cũng phải thừa nhận rằng việc Declan Rice chuyển tới Arsenal là hoàn toàn hợp lý, dù cho mức phí chuyển nhượng là không hề nhỏ. Rice vẫy chào người hâm mộ, các cổ động viên Arsenal yêu cậu ấy. Họ đã có người hùng mới, dù Rice mới chơi vài trận cho Arsenal. Họ quá phấn khích với những gì cậu ấy thể hiện. Đó là lý do Rice tới Emirates, là nguyên nhân khiến Arsenal bỏ ra chừng đó tiền. Cậu ấy tạo ra khoảnh khắc quan trọng trong trận cầu lớn. Những lời nhận xét của Gary Neville cũng phần nào nói lên được phẩm chất thứ hai mà cầu thủ người Anh sở hữu. Đó là tố chất của một ngôi sao với mức giá 105 triệu bảng. Người hâm mộ có quyền đòi hỏi rất nhiều một cầu thủ. Bàn thắng của Rice trong trận đấu với Man United diễn ra chỉ ít ngày sau khi cựu cầu thủ Graham Souness cho rằng anh cần phải cải thiện thêm thành tích ghi bàn để xứng đáng với giá trị chuyển nhượng khổng lồ của mình. Không chỉ với những bàn thắng, Rice còn mang đến sự yên tâm cho tuyến giữa pháo thủ. Cầu thủ sinh năm 1999 đã được sử dụng cho một vài vai trò khác nhau và đã cho thấy những dấu hiệu đầy hứa hẹn về việc anh có thể tiến bộ như thế nào với khả năng kéo bóng và chuyền bóng của mình. Trong suốt thời gian trên sân Emirates với Manchester United, Rice không chỉ đảm nhận nhiệm vụ pressing, đánh chặn, lui về hỗ trợ, dâng lên tấn công mà anh còn khiến cho sự hiện diện của mình trên sân càng thêm quan trọng với những đường chuyền. Anh đã có 85 lần chạm bóng, cao thứ hai của trận đấu sau William Saliba với 86 lần, và nếu nhìn vào bản đồ chạm bóng sau đây, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy nó được trải đều như thế nào trên khắp các mặt sân. Bàn thắng trong trận đấu với Quỷ Đỏ là thứ khiến cho màn trình diễn của Rice trở nên đáng nhớ. Nhưng cũng đừng quên rằng, dù ghi bàn nhưng màn trình diễn của anh ở những trận đấu trước đều ở mức tốt và mang tính ổn định. Trên SofaScore, tổng điểm trung bình của Rice đang là 7,48 bằng với đội trưởng Martin Odegaard ở vị trí thứ 3. Và rõ ràng đây mới chỉ đánh dấu cho những sự bắt đầu. Mục tiêu của Arsenal mùa giải này được đặt ra rất cao, cạnh tranh cho chức vô địch Premier League, tiến sâu tại Champions League. Vậy nên hãy cùng xem rằng với phẩm chất ngôi sao của mình, anh sẽ đem lại điều gì cho pháo thủ. Tạm rời nước Anh, chúng ta hãy chuyển sự chú ý đến bán đảo Iberia xinh đẹp, nơi những đội bóng tại La Liga đang tranh tài. Ở đó cũng có một tân binh mang mức giá 113 triệu bảng, bao gồm cả phụ phí, và thật sự màn trình diễn của anh có thể coi là thành công nhất của những tân binh cho đến lúc này. Mặc kệ rằng số tiền mà Real Madrid đã chi ra là không hề nhỏ,
Đương nhiên người tôi đang nói đến là Jude Bellingham. Trước đó vào mùa hè, mục tiêu hàng đầu của Los Blancos chính là cầu thủ sinh năm 2003 và họ không mấy khó khăn để đưa anh về sân Bernabeu, nhưng cũng giống như Rai, những sự hoài nghi là rất nhiều. Dường như Jude Bellingham sở hữu mọi dấu hiệu cho một bản hợp đồng không thành công. Tiền vệ này còn rất trẻ, là người Anh, đến từ Dortmund và có mức giá khổng lồ. Nhưng rồi sao, với những gì đã thể hiện được thì anh khiến cho người hâm mộ của đội bóng Hoàng gia cảm thấy may mắn khi chỉ dùng đến 113 triệu bảng mà thôi. Real Madrid đang chiếm trệ ở ngôi vị nhất bảng với 4 trận toàn thắng. Và hãy đoán xem ai có công lớn nhất nào. Rõ ràng là chàng tân binh Jude Bellingham. Chỉ trong 4 lần ra sân, anh liền ghi được đến 5 bàn thắng, 1 kiến tạo. Hai trận đấu gần nhất với Celta Vigo và Getafe, Bellingham chính là cầu thủ ghi bàn quyết định để đem về 3 điểm cho đội nhà. Theo thống kê của Opta thì trong thế kỷ 21 này, Jude Bellingham đã trở thành một trong những cầu thủ có được 5 bàn thắng sớm nhất tại La Liga. Radamel Falcao chỉ cần 3 trận vào năm 2011, còn thành tích ghi 5 bàn trong 4 trận của anh bằng với Lewandowski và Cristiano Ronaldo. Và hãy tìm kiếm sự đặc biệt trong thống kê này mà xem. Rõ ràng ngoài Jude Bellingham thì những cái tên còn lại đều là cầu thủ chơi với thiên hướng tấn công và là những chân sút cừ khôi. Nhưng Bellingham lại có vị trí đặc biệt hơn đôi chút khi anh đóng vai trò như một số 10 trong đội hình của Real. Với sự ra đi của Benzema, Ancelotti đã phải tìm kiếm một giải pháp mới cho hàng công của kền kền trắng. Thuyền trưởng người Italia đã sử dụng sơ đồ 4-4-2 với bộ đội Brazil là Vinicius cũng như Rodrigo chơi cao nhất cho hàng công. Jude Bellingham sẽ là người hỗ trợ cho họ. Nhưng ít ai ngờ rằng anh lại chơi tốt đến như vậy. Trước đây ở Dortmund, cầu thủ người Anh đã nổi tiếng bởi sự đa năng, nhưng anh ít khi chơi vị trí một số 10. Tuy nhiên anh vẫn nhanh chóng thích nghi được với vai trò mới và như đã thấy luôn là những màn trình diễn thật tuyệt vời. Anh luôn sẵn sàng để khai thác khoảng trống ở khu vực half space, xâm nhập vòng cấm, đón bóng, kiến tạo và ghi bàn. Thậm chí còn thường xuyên lui về hỗ trợ cho những đồng đội ở tuyến giữa. Ancelotti có lời nhận xét về cậu học trò như sau: cậu ấy có thể ghi 15 bàn mà không gặp vấn đề gì. Bellingham nổi bật vì cậu ấy di chuyển rất tốt khi không có bóng. Đây là năng lực chính của cậu ấy. Bellingham phá vỡ các tuyến, sở hữu khả năng di chuyển tốt, ổn định. Đó là lý do vì sao cậu ấy ghi rất nhiều bàn thắng. Sự tự tin, thái độ thi đấu tuyệt vời của Bellingham là điều không tưởng đối với cầu thủ năm nay vừa bước sang tuổi 20, đặc biệt là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới như Real Madrid. Rõ ràng đó là phẩm chất của một siêu sao lớn trong tương lai. Hãy cứ nhìn cái cách mà Jude Bellingham giơ hai tay ngạo nghễ ăn mừng sau mỗi lần ghi bàn trước hàng ngàn cổ động viên thì ta có thể mường tượng về hình bóng của Ronaldo năm nào. Bellingham sau đó mô tả việc ăn mừng bàn thắng của anh trong chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Getafe là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Anh nói rằng đó là tiếng ồn lớn nhất mà anh từng nghe thấy ở một sân vận động bóng đá và điều đó khiến cho chân của cầu thủ này trở nên run rẩy hơn. Nhưng có lẽ đó không phải là run vì lo lắng mà là run lên vì sung sướng. Bernabeu như đã trở thành ngôi nhà chào đón anh trở về. Không phải với tư cách của một tân binh với cái mác 100 triệu bảng mà là một thủ lĩnh thực sự để dẫn dắt cho tương lai. Cũng phải thôi, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến với một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Đó như là một sự kết hợp hoàn hảo và hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều điều tuyệt vời hơn nữa trong tương lai. Nhưng hiện tại dù ở Anh hay tại Tây Ban Nha thì những giải đấu cũng chỉ mới diễn ra vài vòng đấu đầu tiên. Vẫn cần thêm thời gian để cả Declan Rice và Jude Bellingham chứng minh thêm giá trị của cả hai.